Tại quận 1, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh đã phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố ký kết liên tịch phối hợp công tác năm 2024 với các đơn vị, đồng thời triển khai chương trình hưởng ứng cao điểm xây dựng văn minh đô thị tại địa bàn. Các đơn vị tham gia ký kết với địa phương gồm Tổng công ty du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Samco, Sở Y tế thành phố, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Saquaco và Liên hiệp hợp tác xã thương mại Sài Gòn Sài Gòn Cổ ốp với đặc thù là địa bàn có vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, việc phối hợp của các đơn vị sẽ góp phần chuyển hóa, xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương trong lòng du khách và người dân thành phố.